Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Cảnh sát cơ động ra quân mở đợt cao điểm xử lý đối tượng đi xe máy lạng lách đánh võng. Phòng cảnh sát giao thông tăng cường xử lý vi phạm đường ngang qua đường sắt. Thực hiện kế hoạch phòng chống các đối tượng lạng lách đánh võng đua xe trái phép, chống đối cản trở các lực lượng thi hành nhiệm vụ trong quá trình tuần tra kiểm soát, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Thanh Hóa đã huy động lực lượng ra quân xử lý các thanh niên đầu không đội mũ bảo hiểm đi xe máy lạng lách đánh võng. Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Thanh Hóa huy động lực lượng, phương tiện nghiệp vụ, vũ khí, công cụ hỗ trợ đồng loạt ra quân bắt, xử lý nghiêm các đối tượng thanh thiếu niên có hành vi lạng lách đánh võng, đua xe trái phép, chống đối cản trở lực lượng chức năng thi hành nhiệm vụ. Kết quả đã phát hiện, bắt giữ, xử lý 21 trường hợp thanh thiếu niên lạng lách đánh võng, không đội mũ bảo hiểm, sử dụng rượu bia, chống đối cản trở các lực lượng thi hành nhiệm vụ. Qua đó thu giữ 3 con dao có gắn ống tiếp nước dài. Việc tuân thủ tốc độ khi đang lưu thông trên đường là một trong những yếu tố hết sức quan trọng ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Thế nhưng nhiều người tham gia giao thông vẫn giảm tốc độ đột ngột khiến xe lưu thông phía sau không kịp xử lý, dẫn đến tai nạn cho bản thân. Clip ghi lại vụ tai nạn giao thông tại huyện Hải Hậu, Nam Định sau đây là một ví dụ. Một người đàn ông điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm chạy phía sau chiếc xe gắn camera có hành trình. Thấy chiếc xe phía trước mình di chuyển chậm lại, người đàn ông cũng bất ngờ giảm tốc. Tuy nhiên, chiếc xe máy của ông đã bị xe ben lưu thông phía sau đâm mạnh vào đuôi. Hậu quả của cú tông mạnh khiến người đàn ông văng xuống đường và lập tức lọt vào gầm xe ben. Clip trên là bài học đáng nhớ khi tham gia giao thông dành cho nhiều người. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, lực lượng chức năng đã tuyên truyền kết hợp xử lý vi phạm, song tình trạng người tham gia giao thông vượt đèn đỏ khi nhân viên gác chắn phát tín hiệu có tàu đến vẫn diễn ra. Để ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông đường sắt, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thanh Hóa đã tăng cường kiểm tra xử lý vi phạm quy định của luật giao thông tại các đường ngang qua đường sắt. Từ ngày 10 tháng 7 năm 2020, sau khi đóng đường ngang tại km 151-590 thuộc thị trấn Hà Trung, lưu lượng người và phương tiện tham gia giao thông chuyển sang lưu thông trên đường ngang km 153-130 tăng đột biến, tiềm ẩn nguy cơ cao mất an toàn giao thông đường sắt. Cái này đúng là cũng không phải cố tình vi phạm, nhưng mà rẽ qua thì cũng không đang định hướng đường thì cũng không để ý cái tín hiệu thôi để vượt qua. Hiện nay tuyến đường sắt qua Thanh Hóa đang có 70 đường ngang có biển báo, người gác và cần chắn tự động. Theo thống kê của ngành đường sắt, có 80% số vụ tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt xảy ra tại các đường ngang và lối đi dân sinh qua đường sắt. Nguyên nhân là do ý thức của một bộ phận người tham gia giao thông còn hạn chế, không tuân thủ hiệu lệnh tín hiệu của đèn giao thông, cố tình điều khiển phương tiện khi đèn tín hiệu và gác chắn đã đóng. Trước tình trạng trên, Phòng Cảnh sát Giao thông đã phối hợp với lực lượng Cảnh sát Giao thông ở 8 huyện, thị xã, thành phố có tuyến đường sắt chạy qua, tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm. Thực hiện các đợt cao điểm thì Phòng Cảnh sát Giao thông phối hợp với Công an huyện thành lập một tổ công tác gồm 4 đến 5 đồng chí nắm bắt các cái giờ tàu chạy vào khoảng tầm thời gian nào khi đã có đèn báo tín hiệu thì là tổ công tác chia thành 2 nhóm đứng bên hai bên mé đường sắt để phát hiện xe qua lại qua cái tuyến đường sắt khi là rào chắn đã dịch chuyển và đèn báo hiệu đã bật sáng, mục đích nhằm ngăn ngừa vi phạm và tuyên truyền giáo dục cho người dân phát nêu rõ và chấp hành tốt cái luật giao thông đường sắt. Được biết, từ nay đến cuối năm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an Thanh Hóa vẫn tiếp tục huy động lực lượng cùng các phương tiện hỗ trợ phối hợp với công an các huyện có tuyến đường sắt chạy qua, tập trung kiểm tra xử lý tại những đường ngang có đông lưu lượng người và phương tiện lưu thông, qua đó ngăn ngừa kiềm chế nguy cơ mất an toàn giao thông tại các đường ngang qua đường sắt. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình An toàn giao thông 24 giờ. Xin kính chào và hẹn gặp lại.